kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thể thao của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là thông tin nhân dân thôn Đỗ Xuyên xã hội hóa sân chơi thể thao. Mặc dù đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, song bằng niềm đam mê thể thao, nhân dân thôn Đỗ Xuyên, xã Hoàng Hoa Thám, huyện Ân Thi tích cực tham gia xã hội hóa xây dựng sân tập thể thao. Đầu năm 2018, với kinh phí gần 100 triệu đồng do nhân dân ủng hộ, thôn Đỗ Xuyên đã cải tạo một khu đất trống để làm hai sân bóng chuyền hơi khang trang rộng rãi. Người dân không phải đi chơi nhờ ở các thôn khác như trước đây. Từ khi có hai sân này, số người trong thôn tham gia chơi bóng chuyền hơi ngày càng tăng, thu hút khoảng 60 người, từ thanh niên đến người cao tuổi tập luyện hàng ngày vào mỗi buổi chiều, qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống ở khu dân cư. Nhiều năm nay, nhân dân thôn Vân Dương, xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào giữ ao làng sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp tại khuôn viên đình làng. Người dân trong thôn đã ủng hộ tiền và hàng trăm ngày công để đổ cát xây kè, làm thềm bê tông xung quanh ao, đồng thời nhắc nhau không xả rác xuống ao. Ao làng được tôn tạo lại, nước sạch hơn đã thu hút trẻ em và thanh thiếu niên đến bơi lội. Vào buổi chiều hàng ngày, các phụ huynh đưa con em mình đến ao để học bơi, phòng chống đuối nước. Trong khi nhiều nơi ao hồ bị ô nhiễm, trẻ em không có chỗ để tập bơi, thì ao làng sạch đẹp ở thôn Vân Dương đã giúp cho nhiều trẻ em trong xã Hòa Phong biết bơi. Phong trào luyện tập thể dục thể thao của thị trấn Khoai Châu, huyện Khoai Châu luôn thuộc top đầu của huyện trong nhiều năm trở lại đây. Hiện thị trấn có 4 câu lạc bộ dưỡng sinh, 4 câu lạc bộ bóng chuyền hơi, 6 câu lạc bộ cầu lông, hàng chục bàn bóng bàn. Ngoài sân đình, sân nhà văn hóa, các địa điểm công cộng như trường học, nhà thi đấu huyện, khuôn viên nhà văn hóa huyện cũng được tận dụng để chơi thể thao. Ngoài ra, nhiều hộ dân trong thị trấn còn tự nguyện cải tạo khuôn viên nhà mình để làm sân bóng bàn, cầu lông. Các sân chơi này không chỉ thu hút người dân thị trấn mà còn tập trung người yêu thể thao từ các xã lân cận đến cùng tập luyện. Xuất phát từ niềm đam mê với bộ môn karate, thầy Đào Văn Tùng, huấn luyện viên của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh đã tự thành lập riêng cho mình một trung tâm đào tạo năng khiếu tài năng trẻ dành cho các em trong độ tuổi từ 6 đến 15 tuổi yêu thích bộ môn karate. Ban đầu, trung tâm chỉ mở lớp tại thành phố Hưng Yên. Sau 3 năm thành lập, tới nay, trung tâm đã có 10 lớp tại 4 huyện thành phố là huyện Tiên Lữ, Phù Cừ, Kim Động và thành phố Hưng Yên, thu hút hơn 300 học viên. Đồng thời, thầy Tùng cũng miễn phí cho các học viên có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách. Trong chương trình huấn luyện, các em được hướng dẫn các bài tập kỹ thuật cơ bản, cách tự vệ khi gặp tình huống nguy hiểm, qua đó tạo sân chơi lành mạnh cho trẻ trong dịp hè và giúp phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng. Cùng với sự phát triển của khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh thì đội ngũ công nhân cũng tăng nhanh về số lượng. Bên cạnh việc chăm lo đến đời sống vật chất cho công nhân thì việc quan tâm đến đời sống văn hóa thể thao cho công nhân cũng là vấn đề được quan tâm. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 4 khu công nghiệp, Phố Nối A, Phố Nối B, Minh Đức và Thăng Long 2. Với số lượng trên 50.000 công nhân, một năm, Công đoàn Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh cũng chỉ tổ chức được 3 giải thể thao dành cho công nhân ở 3 bộ môn bóng đá, điền kinh và cầu lông. Việc phát triển thể thao cho công nhân tại các khu công nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn. Cái khó khăn chính là cái tài chính. Chứ còn về cơ sở vật chất, rất là khó khăn về cái nơi để tổ chức cho họ. Và cho nên anh em toàn phải thuê ngoài hết. Để khắc phục khó khăn về quỹ đất và cơ sở vật chất, nhiều công ty đã đề ra các giải pháp khác để phát triển tinh thần tập luyện thể thao cho công nhân như công ty trách nhiệm hữu hạn Hamaden Việt Nam. Công đoàn đã đề xuất với công ty là sẽ hàng năm là sẽ thuê sân bóng cho các bạn từ tháng 3 cho đến tháng 10. Công ty cũng tổ chức một số cái giải bóng đá nam, bóng đá nữ hàng năm tham gia cái bóng đá khu công nghiệp cũng như là khu Talip 2. Theo định kỳ thì các phân xưởng, các tổ nhóm cũng thi đấu với nhau. Thì vai trò công đoàn thì sẽ đứng ra là thuê sân và hỗ trợ đồng phục, hỗ trợ toàn bộ chi phí, tức là người lao động chỉ việc ra tham gia. Các giải pháp trên cũng được công ty trách nhiệm hữu hạn Siêu Comporen Việt Nam áp dụng. Đồng thời, trong một năm, công ty cũng tổ chức 2 giải thể thao cho công nhân ở 2 bộ môn cầu lông, bóng đá và tạo điều kiện cho các công nhân tham dự các giải do Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tổ chức. Đối với các anh em trong công ty thì hàng tuần thì mọi người vẫn thay nhau đây tập luyện thể thao để giao lưu giữa các bộ phận, vừa có thể là nâng cao sức khỏe, vừa có thể là tăng cường tình cảm giữa các bộ phận với nhau thì mọi người có thể gắn kết với nhau nhiều hơn. Khi tôi tham gia giải bóng đá của Liên đoàn công ty, tôi thấy là cái sức khỏe của mình cải tiến rất là nhiều. Điều đó nó cũng thể hiện trong cái quá trình làm việc của tôi.
và cái tình đoàn kết của anh em trong bộ phận và trong công ty ấy, nó cũng nâng cao rất nhiều. Có thể thấy, việc chăm lo đến đời sống văn hóa thể thao của công nhân trong các khu công nghiệp trong vài năm trở lại đây đã được quan tâm nhiều hơn, nhưng chủ yếu chỉ có môn bóng đá là được nhiều người tập luyện. Mong rằng trong thời gian tới, các khu công nghiệp và các công ty sẽ dành quỹ đất và kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, phát triển nhiều môn thể thao cho người lao động tập luyện. Bình nước nóng Rossi Sapphire, sản phẩm cao cấp của tập đoàn Tân Á Đại Thành. Phóng sự nâng cao đời sống văn hóa thể thao cho công nhân tại các khu công nghiệp đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.